quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 11 năm 2019, bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh Long An đối thoại với doanh nghiệp. Quốc hội thảo luận về chính sách giới dùng dân tộc thiểu số. Mỹ công bố video về cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng Al-Baghdadi. Sáng nay ngày 1 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, vận hành và phát triển cổng thông tin dịch vụ công quốc gia với hệ thống dịch vụ công điện tử giữa các bộ ngành, các tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc. Tại Long An, ông Mai Văn Nhiều, Chánh Văn phòng đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan dự hội nghị. Cổng dịch vụ công quốc gia hoạt động tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn là địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng. Đảm bảo khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công. Hiện nay, Cổng Thông tin Dịch vụ Công Quốc gia đưa vào phục vụ hai hạng mục dành cho cá nhân công dân và doanh nghiệp với gần 30 loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cơ bản về thủ tục hành chính công dân như lao động, việc làm, tiền lương, thuế, bảo hiểm, học tập trong và ngoài nước, giấy tờ, chứng từ căn cước công dân, giấy phép lái xe, dịch vụ điện nước, vân vân. Các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp bao gồm các nhóm dịch vụ công cho doanh nghiệp như khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng, quyền sử dụng đất, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, thủ tục xuất nhập khẩu, thuế, hải quan cũng được đưa vào kết nối vận hành trên Cổng Thông tin Điện tử Quốc gia. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đề nghị các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác thực hiện các nghị định, chỉ thị của Chính phủ về tiến độ lộ trình thực hiện đề án dịch vụ công quốc gia trong năm 2019-2020, để ngày càng có nhiều dịch vụ công của nhiều bộ ngành, nhiều địa phương được tích hợp trên Cổng Thông tin Điện tử Dịch vụ công quốc gia. Chiều nay ngày 1 tháng 11 tại Hội trường Thống Nhất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc đã có buổi đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa và thành phố Tân An. Tham dự buổi đối thoại còn có lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề còn vướng mắc khó khăn trong sản xuất kinh doanh đã được doanh nghiệp thẳng thắn nêu ý kiến như vấn đề nợ thuế, mở rộng sản xuất kinh doanh, quy định đầu tư, chế độ ưu đãi thuế đối với ngành nghề kinh doanh điện năng lượng mặt trời, vấn đề giải phóng mặt bằng, tình hình mất an ninh trật tự tại cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn. Những ý kiến của các doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh và các sở ngành liên quan trả lời thấu đáo từng trường hợp cụ thể. Các vấn đề chưa thể giải quyết ngay tại buổi đối thoại, các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan sẽ phối hợp chặt chẽ, khẩn trương xem xét, giải quyết trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, đồng thời phù hợp các quy định của pháp luật. Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Cần khẳng định, quan điểm của tỉnh là luôn đồng hành, xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của địa phương. Vì vậy, ông cho rằng đối thoại là cách tốt nhất giải quyết bức xúc cho doanh nghiệp, là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và giải quyết những vướng mắc khó khăn để doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển. Từ đó, chính quyền và doanh nghiệp thấu hiểu nhau, thắt chặt sự gắn bó, cùng chung sức phát triển kinh tế tỉnh nhà. Thưa quý vị, chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức triển khai quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc chủ trì và trao quyết định. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Tánh, Chánh Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 11 2019, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm lại bà Phan Thị Mỹ Dung, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 10 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc đánh giá cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí vừa được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực bản thân, nỗ lực phấn đấu xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Ngày 31 tháng 10, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện đề án 24 DA trên HNDTW, 5 năm thực hiện chỉ thị 34 CT trên TW và tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam Phạm Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Cảnh đến dự.
Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp tích cực vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, chọn trọng tâm thực hiện 10 trên 19 tiêu chí. Nổi bật là tiêu chí số 2, 3 về giao thông thủy lợi, tập trung vận động hội viên nông dân tích cực đóng góp đất đai, tiền của, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhiều mô hình như hộ nông dân mới, gia đình nông dân văn hóa, nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, hội phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường tổ chức tập huấn xây dựng các mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, xử lý chất thải bằng biogas, nhà hợp vệ sinh, sử dụng nước sạch, làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng nâng cao, hình thành nên những vùng chuyên canh tập trung có hiệu quả, từng bước bảo đảm chất lượng phục vụ nhu cầu thị trường xuất khẩu, đánh dấu một bước chuyển về chất trong xây dựng nông thôn mới. Sáng nay tại chùa Thiên Châu, thành phố Tân An, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý thông tin truyền thông Phật giáo toàn quốc năm 2019. Tham dự khóa bồi dưỡng có khoảng 350 học viên là các chư tôn đức, tăng ni, cư sĩ, Phật tử, các cộng tác viên đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước. Trong 2 ngày 1 và 2 tháng 11 năm 2019, các học viên được nghe giới thiệu một số chuyên đề, gồm tăng ni với việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin truyền thông Phật giáo, thông tin dư luận về một số vấn đề Phật giáo, giáo hội và tăng ni trên mạng Internet, góc nhìn từ công tác quản lý và truyền thông trong thời đại 4.0, xử lý thông tin, công tác phát ngôn, định hướng truyền thông Phật giáo và chuyên đề cần chuyên nghiệp hóa trong truyền thông Phật giáo. Khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác truyền thông Phật giáo trên cả nước. Sáng nay ngày 1 tháng 11 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản và biến đổi khí hậu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Buổi tập huấn do Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Xuân Thắng, Trung tâm Ứng dụng Môi trường Qua Lư giảng dạy gồm các nội dung như một số kiến thức chung về môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản và biến đổi khí hậu, dấu hiệu nhận biết ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường do các nguồn thải, một số kinh nghiệm trong công tác quản lý môi trường. Hiện công tác bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Thông qua buổi tập huấn sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường tại công ty. Những năm qua, trạm y tế xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước là nơi được người dân địa phương tin tưởng và tìm đến mỗi khi có vấn đề về sức khỏe. Tinh thần trách nhiệm, tập thể cán bộ chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ trạm y tế, tham mưu cấp trên và vận động xã hội hóa, hỗ trợ nguồn vốn xây dựng thêm phòng chức năng, phòng chuyên môn, phục vụ tốt nhu cầu khám bệnh cho dân. Hiện nay, vườn thuốc nam tại trạm có hơn 160 cây thuốc các loại. Trạm còn mua và phơi thêm hàng trăm cây thuốc có công dụng khác nhau, phục vụ tốt nhất sức khỏe người bệnh. Không dừng lại tại đó, mỗi năm trạm y tế vận động gần 500 triệu đồng khám bệnh từ thiện, tặng quà, xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ nhiều gia đình nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Thì cái điều trăn trở nhất của người thầy thuốc là làm sao cho người bệnh ở thôn quê mình là khỏe, cố gắng là mình rèn luyện cái ý đức là quan trọng nhất. Việc gì cũng phải có cái tâm mình mới phục vụ được cho người bệnh. Với tinh thần trách nhiệm cùng với sự nỗ lực hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ cán bộ y tế xã, trạm y tế xã Mỹ Lệ đã nhận bằng công nhận chuẩn quốc gia về y tế, nhiều năm liền được Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo sức khỏe nhân dân. Bằng sự tâm huyết khéo léo, đoàn thanh niên xã Bình Tâm, thành phố Tân An đã tận dụng những chiếc lốp xe ô tô, xe máy cũ và một số vật dụng khác để lắp đặt, xây dựng nhiều đồ chơi cho các em thiếu nhi. Trường Mẫu giáo Sao Mai, thành phố Tân An là nơi đầu tiên đoàn thanh niên xã Bình Tâm chọn làm nơi thực hiện mô hình này. Khuôn viên sân trường đầy màu sắc với diện mạo vô cùng độc đáo từ các vỏ xe cũ. Để có khuôn viên sân chơi bắt mắt này là nhờ vào sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo. Đoàn viên thanh niên xã Bình Tâm đã biến những chiếc lốp xe cũ thành đồ chơi hữu ích, sinh động, tạo ra sân chơi thú vị cho trẻ em, vừa đẹp mắt, vừa tiết kiệm và bảo vệ môi trường, như xích đu, cầu trượt, cầu thăng bằng, khung vận động liên quan, ống chui. Mô hình hoàn thành đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của phụ huynh và nhà trường.
Nếu mà như vỏ xe nè, mình bỏ ra ngoài là cánh hư hao này nọ với lại tái chế suốt rồi nó không có phân hủy được. À, giờ đó, mấy bé giờ chơi nè, sơn màu đó, mấy bé nhảy nè, lò cò là màu xanh, màu đỏ, màu vàng đó, mấy bé nhảy là rất là ok, rất bé mà rất là thích. Đó. Còn nếu mà mình để hoài về cái môi trường là nó không có được để mà nó giống như là nó bị sẽ ảnh hưởng gì, giống như không có tiêu hủy được á, rồi mình tái chế thì rất là tốt đẹp. Trước khi sử dụng để tái chế, vỏ xe đem về phải làm sạch. Các bề mặt của lốp xe được sơn màu, các mối hàn chắc chắn, bảo đảm an toàn đối với trẻ. Do đó, việc sử dụng vật liệu tái chế làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ em học sinh đã tiết kiệm một phần chi phí không nhỏ, đồng thời giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ. Nhờ mới lạ, mẫu mã đa dạng, màu sắc phong phú, không giống với các đồ chơi được sản xuất đại trà trên thị trường, nên trẻ rất thích. Thì những cái đồ chơi mà mình tái chế từ vỏ xe thì đầu tiên là giúp cho trẻ hiểu được là những cái vỏ xe đó là những cái thay vì là đã coi như là bỏ đi nhưng mà mình có thể tận dụng lại để tạo thành những cái đồ chơi. Cái thứ hai nữa là những cái vỏ xe đó sẽ giúp cho trẻ chơi phát triển về vận động. Trong quá trình chơi thì nó sẽ phát sinh những cái giao tiếp, thì nó sẽ phát triển thêm về các mặt khác cho trẻ, ví dụ như là về cái cách giao tiếp. Trong quá trình chơi mình có thể là nhường nhịn bạn, rồi thỏa thuận chơi, vân vân. Và khi mà mình trang trí lên đẹp thì nó phát triển về mặt thẩm mỹ cho trẻ nữa. Và khi trẻ được chơi những đồ chơi ngoài trời thì nó giúp cho trẻ phát triển toàn diện tất cả các mặt cho trẻ. Thật sự là rất là muốn, tại vì riêng về ban chấp hành đoàn xã thì suy ý tưởng ra và được quan tâm của ngành các cấp thì cũng đã thực hiện rất là tốt, nhưng mà trong quá trình thực hiện cũng gặp những khó khăn, thì cũng rất mong được sự đồng hành của các ban đơn vị, tất cả các mạnh thường quân để giúp cho cái ý tưởng này ngày càng tốt hơn. Những món đồ chơi bắt mắt, độc đáo, an toàn, phù hợp với lứa tuổi, góp phần kích thích sự phát triển vận động, tư duy sáng tạo của trẻ. Qua đó, tổ chức đoàn cơ sở đã phát huy được sức trẻ, sự nhiệt quyết, sáng tạo của thanh niên trong việc tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, sáng ngày 1 tháng 11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Các đại biểu đều thống nhất cho rằng, việc xem xét quyết định đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là rất cần thiết, cấp bách, có ý nghĩa chính trị quan trọng. Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành một chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện đề án tổng thể. Đại biểu Cao Thị Giang, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng, cần chú trọng tác động để kích thích nỗ lực của người dân vùng dân tộc thiểu số, tránh việc làm hộ, làm thay. Thiết yếu là chủ trương chính sách trong ban hành nghị quyết cần đề cập, chú trọng quan tâm vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông. Có các dự án đầu tư nhằm tạo cơ hội phát triển, các phương án phát triển sản xuất. Trong hỗ trợ đầu tư, cần chú trọng tập trung đến việc hưởng lợi chung. Khi điều kiện sống của đồng bào đã được đáp ứng một cách cơ bản, thì các giải pháp phát triển kinh tế xã hội cần chú trọng sâu vào nhóm hỗ trợ sinh kế và giáo dục. Đồng thời, cần phải tập trung nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tránh tình trạng nguồn lực bị phân tán, giảm tải như trong thời gian vừa qua. Đại biểu Nguyễn Phước Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để giải quyết vấn đề giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc xây dựng đề án cần đặt trong tổng thể, gắn liền với phát triển kinh tế xã hội bền vững với các giải pháp trọng yếu. Phát triển kinh tế lâm nghiệp và các dự án sản xuất tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, gắn với hỗ trợ đất ở, cải thiện nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, cấp xã, thôn, bản, đơn vị sự nghiệp công lập liên quan đến lĩnh vực dân tộc, gắn với bảo tồn phát huy bản sắc các dân tộc thiểu số và phát triển du lịch. Nghiên cứu có sự phân hóa chính sách phù hợp với từng nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Đầu tư đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số gắn với bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.
Ý kiến các đại biểu đều thống nhất đây là đề án có tầm nhìn dài hạn 10 năm tiến đến 2030, là năm Việt Nam cần đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững theo cam kết với Liên Hiệp Quốc. Do đó, các mục tiêu của đề án được xác lập cần đảm bảo khả thi để được thực hiện bền bỉ, kiên trì, thống nhất thực hiện qua hai nhiệm kỳ với nội dung hàm chứa mục tiêu tầm nhìn, đồng thời thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị.